Các em thân mến, cô rất vui khi đến với các em trong tiết Việt từ và câu ngày hôm nay. Các em còn nhớ mình đã được học về những dấu câu nào không? À, có phải là các em đã được học về dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu ngoặc kép, dấu hai chấm, đúng không nào? Mỗi dấu câu đều có một tác dụng riêng. Vậy thì có một dấu câu nữa mà cô chắc chắn rằng các em cũng rất quen thuộc. Thế các em có biết đó là dấu câu gì không? À, có phải là dấu gạch ngang các em cũng thường xuyên được gặp trong các bài tập đọc, trong các đoạn văn đúng không nào? Tuy nhiên, các em có biết gì về dấu gạch ngang không? Vậy để biết dấu gạch ngang thường được đặt ở vị trí nào trong câu và có tác dụng gì, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay, đó là bài dấu gạch ngang. Bài học của chúng ta sẽ có 3 phần, đó là phần 1 nhận xét một số ví dụ, phần 2 chúng ta sẽ rút ra ghi nhớ từ những nhận xét trên, và phần 3 chúng ta vận dụng kiến thức đã học vào luyện tập. Bây giờ chúng ta vào phần đầu tiên, đó là nhận xét. Phần nhận xét có hai ý. Ý 1 có yêu cầu như sau: tìm những câu có chứa dấu gạch ngang trong đoạn văn sau. Thì ở đây là cách ghi dấu gạch ngang là như thế này các em nhé. Bây giờ cô mời các em quan sát vào đoạn A. Thấy tôi sáng đến gần, ông hỏi tôi: cháu con ai? Thưa ông, cháu là con ông Thư, Duy Khánh. Vậy trong đoạn văn này các em có hiểu sáng là gì không? À, sáng thì có nhiều nghĩa, nhưng trong đoạn văn này sáng có nghĩa là bạn nhỏ tiến lại gần, đến sát bên ông khách. Và đây là đoạn đối thoại giữa ông khách và một bạn nhỏ. Vậy thì các em hãy quan sát trong đoạn văn này, có câu nào có chứa dấu gạch ngang? Câu có chứa dấu gạch ngang trong đoạn văn này đó là câu cháu con ai có chứa dấu gạch ngang thứ nhất, và câu thưa ông cháu là con ông Thư có chứa dấu gạch ngang thứ hai. Như vậy qua đoạn văn này ta thấy là có hai dấu gạch ngang được đặt trước hai câu nói của nhân vật. Bây giờ chúng ta sang đoạn B. Con cá sấu này màu da xám ngoét như da cây mần, gai mọc chừng ba đốt ngón tay, trông dễ sợ. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào bên mạng sườn theo đàn dõi. Đoạn văn này thì tác giả đã miêu tả về một con cá sấu và tác giả đã dùng hình ảnh cây bần để so sánh với làn da con cá sấu. Các em có bao giờ nhìn thấy cây bần chưa? Đây, các em hãy quan sát. Đây là một loài cây được mọc ở vùng sông nước và nó có hình ảnh như thế này. Và con cá sấu ở trong bài văn trên đã được tác giả miêu tả có làn da giống như da cây bần này đấy các em ạ. Chúng ta quay trở lại đoạn văn và quan sát xem trong đoạn văn này có câu nào chứa dấu gạch ngang. Có phải là câu cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào mạng sườn, đúng không các em? Ở đây trong câu này chúng ta thấy là có hai dấu gạch ngang, và hai dấu gạch ngang này được đặt trước và sau của cái ý là bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công. Tức là dấu gạch ngang ở trong đoạn văn này sẽ được đặt bên trong câu văn này. Các em hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang đoạn C. Để quạt điện được bền, người dùng nên thực hiện các biện pháp sau. Trước khi bật quạt, đặt quạt nơi chắc chắn để chân quạt tiếp xúc đều với nền. Khi điện đã vào quạt, tránh để cánh quạt bị vướng víu, quạt không quay được sẽ làm nóng chảy cuộn dây trong quạt. Hàng năm tra dầu mỡ và ổ trục, bộ phận điều khiển hướng quay của quạt, nhưng không nên tra quá nhiều vì dầu mỡ sẽ chảy vào trong làm hỏng dây bên trong quạt. Khi không dùng quạt, cất quạt vào nơi khô, mát, sạch sẽ, ít bụi bặm. Và đây là bài viết của Phạm Đình Cương. Ở đây thì tác giả đã hướng dẫn cho chúng ta một số cách để giữ cho quạt điện được bền.
Giờ các bạn hãy xem trong đoạn văn này có chứa những dấu gạch ngang nào nhé. Ta thấy có những ý sau là những câu có chứa dấu gạch ngang. Câu thứ nhất có chứa dấu gạch ngang thứ nhất. Câu thứ hai có chứa dấu gạch ngang thứ hai. Và câu thứ ba có chứa dấu gạch ngang thứ ba. Câu thứ tư có chứa dấu gạch ngang thứ tư. Vậy trong đoạn văn này có 4 dấu gạch ngang được đặt ở đầu của mỗi câu. Các em thấy chưa nào? Như vậy là chúng ta đã vừa tìm được những câu có dấu gạch ngang trong 3 đoạn văn. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong ý 1 của phần nhận xét rồi. Còn ý 2 có yêu cầu gì? Bây giờ cũng mời các em quan sát. Ý 2 có yêu cầu sau. Theo em, trong mỗi đoạn văn trên, dấu gạch ngang có tác dụng gì? Chúng ta cần xác định yêu cầu của câu này, đó là dấu gạch ngang có tác dụng gì? Vậy thì ở đoạn A, chúng ta sẽ quan sát lại dấu gạch ngang thứ nhất và dấu gạch ngang thứ hai. Theo em có tác dụng gì? Ta thấy đây là đoạn đối thoại giữa ông khách và bà nhỏ. Như vậy ta thấy có hai dấu gạch ngang được đặt sau dấu hai chấm và được đặt ở trước của hai câu nói của hai nhân vật này. Vậy thì dấu gạch ngang trong đoạn này có tác dụng là đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật, tức là của ông khách và bà nhỏ ở trong đoạn đối thoại. Vậy chúng ta có nhận xét đó là ở câu A, cả hai dấu gạch ngang có tác dụng dẫn lời nói của trực tiếp của nhân vật. Các em hiểu chưa nào? Chúng ta sang đoạn B. Đoạn B, dấu gạch ngang được đặt ở đâu và nó có tác dụng gì? Trong đoạn này thì dấu gạch ngang được đặt trong câu văn. Đó là nó đứng trước và đứng sau. Cái ý là bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công. Mà bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công này, nó giải thích cho cái điều gì các em biết không? Đó chính là nó giải thích cho cái đuôi dài của con cá sấu. Cái đuôi dài của con cá sấu này được giải thích là bộ phận khỏe nhất của con cá sấu. Nó dùng cái bộ phận khỏe nhất trên cơ thể nó là cái đuôi dài này để nó tấn công kẻ thù, tấn công con mồi đấy các em ạ. Như vậy thì dấu gạch ngang trong câu này được tách ra gồm hai dấu, dấu gạch ngang thứ nhất và dấu gạch ngang thứ hai, dùng để đánh dấu phần chú thích về cái đuôi dài của con cá sấu ở trong câu văn này. Như vậy ta có nhận xét là ở đoạn B, cả hai dấu gạch ngang có tác dụng là đánh dấu phần chú thích trong câu. Chúng ta sang đoạn C. Đoạn C có mấy dấu gạch ngang? Chúng ta thấy là đoạn C có 4 dấu gạch ngang. Và 4 dấu gạch ngang này tương ứng với mấy cách để cho vạch điện được bền? Có phải là nó tương ứng với 4 ý? Có nghĩa là nó liệt kê ra ý thứ nhất nên làm gì, ý thứ hai, ý thứ ba, ý thứ tư nên làm gì để bảo quản cho vạch được bền. Vậy ở đoạn C này thì dấu gạch ngang có tác dụng gì? Ở đoạn C này dấu gạch ngang có tác dụng liệt kê các biện pháp cần thiết để bảo quản cho vạch điện được bền. Như vậy ta có nhận xét là ở đoạn C có 4 dấu gạch ngang được dùng để liệt kê các ý có trong đoạn văn. Các em xem kỹ lại nhé. Vậy qua các ví dụ trên thì chúng ta thấy là dấu gạch ngang có tất cả mấy tác dụng. Đó là dấu gạch ngang có 3 tác dụng. Tác dụng thứ nhất là đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại. Có tác dụng thứ hai đó là đánh dấu phần chú thích trong câu. Và tác dụng thứ ba là đánh dấu các thiếu trong đoạn liệt kê. Vậy những ý này sẽ trả lời cho câu hỏi là dấu gạch ngang dùng để làm gì? Đó chính là phần ghi nhớ đấy các em ạ. Và chúng ta được rút ra được ghi nhớ như sau. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu. Một là chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đoạn đối thoại. Hai là đánh dấu phần chú thích trong câu. Và ba là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Như vậy là chúng ta đã biết được dấu gạch ngang có 3 cách dùng. Vậy để giúp cho các em hiểu bài hơn thì cô có 30 ví. Các em hãy quan sát các ví dụ minh họa của cô.
Ví dụ thứ nhất, vừa đi làm về đến nhà, mẹ đã hỏi em, hôm nay con học bài chưa? Vậy thì trong cái đoạn này, chúng ta thấy là có một dấu gạch ngang được đặt trước câu nói của người mẹ hỏi con là đã học bài chưa? Như vậy dấu gạch ngang này có tác dụng là đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của người vợ trong đoạn đối thoại. Đấy các em. Sang ví dụ 2. Em rất thích hoa hồng nhung, giống cây bố em mang từ Đà Lạt về. Thì nhìn trong câu này chúng ta thấy có một dấu gạch ngang duy nhất. Nhờ có dấu gạch ngang này, chúng ta sẽ hiểu là giống cây mà bố đem từ Đà Lạt về chính là giống cây, chính là loài hoa hồng nhung mà bà nhỏ này thích. Như vậy thì trong câu này dấu gạch ngang có tác dụng là đánh dấu phần chú thích trong câu, có nghĩa là giống cây này chính là hoa hồng nhung đấy các em ạ. Và qua ví dụ thứ 3. Cuối tiết học, cô giáo thường dạy chúng em những việc cần làm như sau. Xem lại bài, học thuộc ghi nhớ, hoàn thành các bài tập cô giao. Như vậy là cô giáo đã giao cho lớp 3 việc. Và để đánh dấu 3 ý của 3 công việc đó thì ta đã dùng dấu gạch ngang. Như vậy dấu gạch ngang trong ví dụ này sẽ có tác dụng là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê. Liệt kê là kể ra các việc cần phải làm trong cái đoạn này. Các em hiểu chưa? Qua nội dung vừa tìm hiểu trên thì các em đã hiểu dấu gạch ngang có 3 tác dụng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đó vào phần 3, đó chính là phần luyện tập qua bài tập 1 sau đây. Bài tập 1 có yêu cầu là tìm dấu gạch ngang trong mỗi chuyện dưới đây và nêu tác dụng của mỗi dấu. Như vậy bài này có yêu cầu gì vậy các em? Bài này có yêu cầu là chúng ta hãy tìm dấu gạch ngang và sau đó nêu tác dụng của mỗi dấu gạch ngang đó. Trước khi thực hiện yêu cầu của bài tập thì các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu chuyện sau đây. Quà tặng cha. Một hôm, Pascal đi đâu về khuya, thấy bố mình, một viên chức tài chính, vẫn cặm cụi trước bàn làm việc. Anh rón rén lại gần. Ông bố vẫn mải mê với những con số. Ông đang phải kiểm tra sổ sách. Những giải tính cộng hàng ngàn con số. Một công việc buồn tẻ làm sao? Pascal nghĩ thầm. Trong óc chàng sinh viên trẻ tuổi chợt lóe lên một tia sáng. Anh lặng lẽ rút về phòng mình và vạch một sơ đồ gì đó lên giấy. 10 hôm sau, ông mới rất ngạc nhiên thấy con mình ôm một vật gì kỳ lạ đặt trước bàn mình. Con hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm bố bớt nhức đầu vì những con tính, Pascal nói. Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Đây là hình ảnh Pascal. Và các em ạ, qua mỗi chuyện này thì ta thấy là đang nói về nhà khoa học Pascal. Đó là một nhà khoa học nổi tiếng và chiếc máy tính mà ngày nay người ta vẫn thường dùng, đó chính là phát minh của ông đấy. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta ở bài tập này đó là tìm những câu có dấu gạch ngang có trong bài và sau đó chúng ta nêu tác dụng của một dấu gạch ngang đó. Chúng ta quan sát đoạn 1. Các em hãy đọc thần đoạn này và xem đâu là dấu gạch ngang và chúng ta hãy nêu tác dụng của chúng nhé. Trong đoạn 1 này thì câu có chứa dấu gạch ngang đó là một hôm Pascal đi đâu về khuya, thấy bố mình, một viên chức tài chính, vẫn cặm cụi trên bàn làm việc. Câu này, dấu gạch ngang trong câu này đó là dấu gạch ngang này. Chúng ta thấy có hai dấu gạch ngang. Và hai dấu gạch ngang này có tác dụng gì vậy các em? Ở đây có một chi tiết các em cần quan sát đó là một viên chức tài chính. Viên chức tài chính này là giải thích cho nghề nghiệp của bố Pascal. Như vậy thì dấu gạch ngang trong câu này có tác dụng gì? Đó là đánh dấu phần chú thích trong câu. Các em hiểu chưa? Chúng ta sang đoạn 2. Và các em cũng đọc kỹ đoạn văn này, xem dấu gạch ngang ở đâu và chúng ta xem tác dụng của chúng là gì.
Trong đoạn 2 này thì chúng ta thấy là có câu có chứa dấu gạch ngang, đó là những dãy tính cộng hàng ngàn con số. Một công việc buồn tẻ làm sao, Pascal nghĩ thầm. Và dấu gạch ngang được đặt trước ý Pascal nghĩ thầm. Pascal nghĩ thầm là giải thích cho ý nằm ở trong dấu ngoặc kép này. Đó có nghĩa là cái câu những dãy tính cộng hàng ngàn con số, một công việc buồn tẻ làm sao, đó chính là câu nghĩ thầm của Pascal. Và nhờ cái dấu gạch ngang này thì chúng ta biết đây là câu nghĩ thầm của Pascal. Như vậy thì dấu gạch ngang này có tác dụng là đánh dấu phần chú thích trong câu và giải thích đây là ý nghĩa của Pascal. Cô mời các em sang đoạn 3. Con hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm bố bớt nhức đầu vì những con tính, Pascal nói. Các em hãy xem trong đoạn này đâu là dấu gạch ngang và chúng ta sẽ xem tác dụng của chúng là gì nhé. Chúng ta thấy trong câu này có hai dấu gạch ngang. Vậy thì chúng ta hãy xem từng dấu gạch ngang có tác dụng gì nhé. Dấu gạch ngang thứ nhất được đặt trước câu nói con hy vọng món quà nhỏ này sẽ làm bố bớt nhức đầu về những con tính. Còn dấu gạch ngang thứ hai thì nằm ở vị trí này trong câu. Như vậy thì chúng ta hãy xem dấu gạch ngang thứ nhất có tác dụng gì. Dấu gạch ngang thứ nhất đứng trước câu nói của Pascal, cho nên dấu gạch ngang thứ nhất này đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của Pascal. Còn dấu gạch ngang thứ hai có tác dụng gì? Dấu gạch ngang thứ hai có tác dụng đánh dấu phần giải thích trong câu, có nghĩa là cho chúng ta biết đây là câu nói của Pascal. Các em ạ, như vậy là chúng ta đã vừa làm xong bài tập 1. Và qua bài tập 1 này cho chúng ta thấy là có hai tác dụng của dấu gạch ngang được dùng trong bài tập 1. Đó là tác dụng của dấu gạch ngang đánh dấu lời nói của nhân vật và đánh dấu phần chú thích trong câu. Qua bài tập 1 thì chúng ta không thấy dấu gạch ngang đánh dấu ý liệt kê, đúng không nào? Bây giờ bài tập 2 có yêu cầu gì thì chúng ta cùng qua bài tập 2 sau đây. Viết một đoạn văn kể lại một cuộc nói chuyện giữa bố hoặc mẹ với em về tình hình học tập của em trong tuần qua, trong đó có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các câu đối thoại và đánh dấu phần chú thích. Các em hãy suy nghĩ xem bài này sẽ làm như thế nào nhé. Để làm được bài tập này thì cô có một số lưu ý sau với các em. Đó là đề bài yêu cầu chúng ta hãy viết một đoạn văn mà nội dung đoạn văn này là một cuộc nói chuyện giữa bố hoặc là mẹ của em nói chuyện với em về tình hình học tập của em. Và trong cái đoạn văn này có một yêu cầu nữa là chúng ta sẽ dùng dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang mà đề bài yêu cầu được dùng trong đây đó là đánh dấu câu nói và đánh dấu phần chú thích. Các em lưu ý kỹ những cái yêu cầu đó để chúng ta làm bài cho đúng nhé. Và sau đây thì cô có một ví dụ minh họa để các em hình dung ra được cách viết như thế nào. Một ngày cuối tuần khi em đang ngồi học bài, mẹ bước vào phòng em hỏi: tuần này con học hành thế nào rồi? Dạ, ở lớp con được cô khen là có nhiều tiến bộ đấy, mẹ ạ. Em trả lời. Con của mẹ ngoan quá, mẹ em vui vẻ nói. Như vậy thì qua đoạn này, các em thấy cô đã dùng tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 5 dấu gạch ngang. Ở đây yêu cầu này không quy định là chúng ta sẽ dùng cái dấu gạch ngang. Thì các em có thể dùng tùy theo khả năng của mình, nhưng phải đảm bảo được hai yêu cầu, đó là dấu gạch ngang đánh dấu lời nói và dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích trong câu. Vậy thì quan sát cái đoạn này chúng ta thấy xem đâu là dấu gạch ngang đánh dấu lời nói và đâu là dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích trong câu. Dấu gạch ngang thứ nhất, dấu gạch ngang thứ hai và dấu gạch ngang thứ tư này chúng ta thấy là được đặt trước câu nói của mẹ của bạn nhỏ. Như vậy là ba dấu gạch ngang này có tác dụng đánh dấu lời nói của nhân vật. Còn hai dấu gạch ngang nằm trong vị trí này thì chúng ta thấy là nhờ có dấu gạch ngang này mà chúng ta biết được câu nói này là câu nói của bạn nhỏ. Và
Dấu gạch ngang này cũng cho ta biết được. Câu nói này chính là câu nói của mẹ bà nhỏ. Như vậy, hai dấu gạch ngang này có tác dụng là đánh dấu phần chú thích trong câu. Các em hiểu chưa? Và các em hãy tự suy nghĩ để viết cho mình một đoạn văn theo yêu cầu trên nhé. Các em ạ, như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong các phần của bài học ngày hôm nay. Như vậy, nội dung kiến thức quan trọng nhất mà chúng ta cần ghi nhớ trong hôm nay đó là tác dụng của dấu gạch ngang. Các em phải nắm được 3 tác dụng của dấu gạch ngang và ghi nhớ kiến thức này thật kỹ. Bây giờ, trước khi kết thúc tiết học thì cô cũng có vài lời muốn dặn dò đến các em. Đó là các em hãy học thuộc ghi nhớ, đó chính là nắm tác dụng của 3 dấu gạch ngang. Và sau đó các em sẽ làm bài tập 2, tức là viết cái đoạn văn theo yêu cầu vừa rồi. Cô đã hướng dẫn các em sẽ thực hiện vài cái đôi, khi đi học lại thì cô sẽ kiểm tra nhé. Và cuối cùng, trước khi kết thúc tiết học thì cô cũng có lời chúc sức khỏe tốt đến các em. Và cô cũng chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các em.